Bản tin 24 giờ xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý khán thính giả. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin về mưa lũ và động đất trên thế giới. Số người chết sau lũ lụt tại Libya đã hơn 6.000, con số thực sự có thể còn cao hơn, từ 18.000 đến 20.000. Hôm 11 tháng 9, ông Asmito Mosmari, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang kiểm soát miền đông Libya cho biết số người chết ở thành phố Derna là hơn 2.000. Ông cũng cho hay có khoảng từ 5.000 đến 6.000 người đã mất tích do mưa lũ. Trước đó, người đứng đầu nhóm viện trợ trăng lưỡi liềm đỏ tại miền đông Libya cho biết số người chết ở Derna là 150, có thể tăng lên 250. Hãng tin Reuters cho biết họ chưa thể xác minh được tính chính xác của hai báo cáo trên. Libya đã bị chia rẽ về mặt chính trị giữa miền đông và miền tây kể từ năm 2011. Chính phủ Libya được quốc tế công nhận kiểm soát các khu vực miền đông. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng cực kỳ khẩn cấp, đóng cửa trường học, cửa hàng và áp dụng lệnh giới nghiêm. Nhà chức trách đã huy động lực lượng để tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân bị ảnh hưởng. Ngày 12 tháng 9, đài Sky News đưa tin trận mưa lũ kinh hoàng tại Libya do cơn bão Dainey đã gây ra và nhấn chìm 1/4 diện tích thành phố Derna, miền đông của Libya. Ước tính có 10.000 người bị mất tích và hơn 5.300 người bị thiệt mạng. Tuần trước, bão Dainey cuốn qua Hy Lạp gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho miền trung của nước này. Ngày 10 tháng 9, cơn bão này quét qua Địa Trung Hải rồi tấn công Libya. Bão Dainey gây ra mưa lớn và lũ quét cho khu vực dân cư thuộc duyên hải miền đông của Libya. Thành phố Derna, nơi có hơn 125.000 cư dân Libya sinh sống, bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn kéo theo lũ quét đã tàn phá nhiều khu vực dân cư, nhiều tòa nhà, phương tiện di chuyển bị cuốn trôi, các công trình đường xá, cầu cống bị bùn đất và những đống đổ nát phủ đầy. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ miền đông Libya, ông Mohamed Abu Lamassa cho biết, ước tính đến nay thành phố Derna có hơn 5.300 người chết do lũ quét, trong đó đã có hơn 1.500 thi thể đã được tìm thấy. Nhiều tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn, ít nhất 25% diện tích thành phố Derna bị lũ cuốn trôi. Ông Lamassa nhấn mạnh, ông Tamer Samadan, người đứng đầu Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế ở Libya cho biết, theo các nguồn tin độc lập, số người mất tích do mưa lũ tại Libya đã lên tới 10.000 người. Ông còn cảnh báo số người thiệt mạng chắc chắn sẽ rất lớn. Công tác cứu hộ đang tích cực diễn ra, nhưng nước sông dâng cao, lũ quét và những đống đổ nát khiến cho việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Theo hãng tin Reuters, hiện Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã huy động các đội ứng phó khẩn cấp tới Libya để hỗ trợ công tác cứu trợ cứu nạn. Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia ở châu Phi lân cận cũng gấp rút viện trợ thực phẩm, thuyền, các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cho Libya. Số người chết do lũ lụt kinh hoàng ở Libya không ngừng tăng. Tính đến sáng ngày 13 tháng 9 giờ địa phương, số người chết được ghi nhận là hơn 6.000. Đài CNN dẫn lời ông Sezadin Abu Waski, Thứ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya. Tuy nhiên, trả lời đài Os Arabia, ông Abdul Menam Osgati, thị trưởng thành phố Derna, nơi bị lũ ảnh hưởng nặng nề nhất, ước tính số người chết thực sự có thể còn cao hơn, từ 18.000 người đến 20.000 người. Còn khoảng 10.000 người đang mất tích, những người này có khả năng bị cuốn ra biển hoặc bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Ngày 13 tháng 9, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết có hơn 30.000 người đã phải sơ tán do lũ lụt ở thành phố Derna. Lũ lụt cũng khiến cho cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng và gây khó khăn cho các đội cứu hộ trong việc tiếp cận. Hệ thống thông tin liên lạc tại Derna vẫn đang gặp trục trặc. Hiện chỉ có 2 trong số 7 cửa ngõ vào thành phố Derna là còn có thể tiếp cận được. Thi thể quá nhiều, chôn cất gây khó khăn. Bộ trưởng Nội các Libya Adel Zuma cho biết, nước này đã lập một ủy ban tử đạo với nhiệm vụ xác định người mất tích và thực hiện các thủ tục chôn cất theo luật Syria, luật của người Hồi giáo, cũng như theo tiêu chuẩn pháp lý. Tuy nhiên, việc này không dễ khi số người chết quá nhiều và không ngừng tăng. Thi thể ở khắp mọi nơi, trong nhà, trên đường phố, trên biển, bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều thấy đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết. CNN dẫn lời ông Emas Al-Falas, một nhân viên cứu hộ tại Libya. Theo một nhân viên cứu hộ khác tại Derna, ông Ahmed Abadala, tình hình thật không thể diễn tả được, nhiều người thiệt mạng trong thảm họa này, nhiều thi thể đã bị cuốn trôi ra biển. Ông Adala cho hay đội của ông phải chôn cất tập thể nhiều thi thể trong cùng một ngôi mộ ở một nghĩa trang. Thành phố Derna hiện chỉ còn một nghĩa trang duy nhất là chưa bị nước lũ ảnh hưởng. Người dân địa phương theo hãng tin AB, lũ lụt cũng khiến nhiều công dân nước ngoài sinh sống tại Libya bị thiệt mạng. Trong số này có các công dân của Ai Cập. Theo đó, nhà chức trách nước Ai Cập cũng vừa cho chôn cất 87 công dân nước này chết vì lũ lụt tại Libya. Chúng tôi đang kêu gọi tất cả các bên có liên quan, viện trợ quốc tế can thiệp nhanh chóng để chấm dứt tình trạng thảm khốc này. Bác sĩ Aisa, một tình nguyện viên tham gia cứu hộ cứu nạn tại Derna, trao đổi với CNN. Số người chết có thể rất cao, hiện nay chúng tôi không thể xử lý hoặc chôn cất những thi thể. Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ nhân đạo phù hợp.
giúp cất giữ những thi thể này vào tủ đông. Chúng tôi đang giúp xác định danh tính của những thi thể này, bác sĩ Aysa nói. Viện trợ quốc tế đổ về Libya. Viện trợ và lực lượng cứu hộ quốc tế đang đổ về Libya. Ngày 13 tháng 9, Tunisia cử một đội tìm kiếm cứu hộ gồm khoảng 52 người và 4 chó nghiệp vụ. Theo hãng thông tấn TAB, hãng thông tấn LANA Libya cho biết, trong ngày 13 tháng 9 có 8 máy bay của quân đội Ansara chở hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, vật tư y tế, quần áo, lều bạt tới Libya. Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, bao gồm Đức, Romania, Phần Lan, đã gửi lều, giường dã chiến, chăn và 80 máy phát điện, thực phẩm và bể chứa nước thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của khối. EU cũng đã cung cấp khoản viện trợ nhân đạo ban đầu trị giá 500.000 euro, 540.000 USD sau khi chính quyền Libya kêu gọi viện trợ quốc tế. Cơ quan quản lý khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chở viện trợ nhân đạo đến Libya vào ngày 12 tháng 9. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ cử 168 đội tìm kiếm cứu hộ và viện trợ nhân đạo tới Libya. Hôm 12 tháng 9, Cục Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này đang cử một đội cứu hộ đến hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan cũng đã chỉ đạo các đội viện trợ tìm kiếm cứu hộ đến Libya. Tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin lũ lụt tại Hy Lạp. Hy Lạp hứng chịu lũ lụt dài ngày gây thương vong lớn. Ngày 10 tháng 9, lực lượng cứu hộ Hy Lạp cho biết tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở miền trung nước này do ảnh hưởng của bão Dainen đổ bộ hồi tuần trước đã cướp đi sinh mạng của 15 người, 2 người mất tích, theo hãng tin AFP. Bão Dainen đổ bộ vào vùng biển Manessa, miền trung của Hy Lạp từ hôm 5 tháng 9, gây ra mưa lớn trong nhiều ngày và kéo theo lũ lụt nghiêm trọng cho nhiều khu vực tại miền trung, trong đó có thủ đô Athens, thành phố cảng Volos và nhiều ngôi làng quanh vùng núi Pelion thuộc vùng hành chính Thessaly của Hy Lạp. Giới chức Hy Lạp cho biết trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 9, các nhóm cứu hộ đã giải cứu hơn 4.200 người dân bị lũ lụt đe dọa đến tính mạng. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra tích cực. Theo AFP, bên cạnh thiệt hại về người, lũ lụt tại Hy Lạp cũng đã phá hủy hàng ngàn hecta đất nông nghiệp, giết chết nhiều vật nuôi của nông dân, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cầu đường, gây ra tình trạng mất điện, thiếu nước sạch nghiêm trọng. Tối ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Hy Lạp, ông Kyriakos Mitsotakis đã đến thăm trung tâm điều hành các hoạt động cứu hộ tại vùng hành chính Thessaly. Tại đây, ông Mitsotakis cho biết nhà nước sẽ sớm thực hiện các biện pháp cứu trợ tài chính để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, cũng như để khắc phục những thiệt hại mà thảm họa do lũ lụt gây ra. Động đất tại Moscow, thương vong tiếp tục tăng, hàng loạt nước gửi viện trợ cứu hộ. Số người chết trong trận động đất ở Morocco tính đến tối ngày 10 tháng 9 giờ Việt Nam là 2.122 người và 2.421 người bị thương. Chính phủ Morocco chính thức nhận hỗ trợ từ Tây Ban Nha, Qatar và Anh. Số người chết trong trận động đất ở Morocco tính đến tối ngày 10 tháng 9 giờ Việt Nam là 2.122 người và 2.421 người bị thương. Khả năng số người chết sẽ chưa dừng lại khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các đống đổ nát để tìm kiếm người mất tích. Theo đài CNN, những người còn sống sót đang phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Nhiều người đã trải qua đêm thứ ba ở ngoài trời do lo ngại dư chấn. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ cứu trợ phải đối mặt với thách thức do khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của động đất nằm trên dãy núi Hai Atlas hiểm trở. Ngày 10 tháng 9, Bộ Ngoại giao của Pháp xác nhận 4 công dân nước này đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận động đất tại Morocco. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của 3 công dân Pháp tại gần thành phố Marrakech, đưa số người chết ở giai đoạn này lên 4 công dân Pháp. 15 công dân Pháp bị thương được xác nhận danh tính. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp, Tây Ban Nha ngày 10 tháng 9 đã cử 86 nhân viên cứu hộ và 8 chó nghiệp vụ đến Morocco hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân sau khi chính phủ Morocco chính thức yêu cầu giúp đỡ. Anh cho biết nước này đang triển khai 60 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, 4 chó nghiệp vụ và 1 đội y tế đến vùng động đất ở Morocco. Qatar cũng cho biết đội tìm kiếm cứu hộ của họ đã khởi hành tới Morocco. Đài truyền hình Morocco Os Aula đưa tin quốc vương Morocco Mohamed II đã cảm ơn Tây Ban Nha, Qatar, Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhà vua cho biết Morocco sẽ đánh giá nhu cầu dựa theo từng giai đoạn để tiếp tục đề nghị viện trợ từ các quốc gia thân thiện. Pháp cho biết nước này sẽ sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Morocco. Phát biểu khi đang có chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ nỗi đau buồn trước sự mất mát về nhân mạng do động đất ở Morocco gây ra. Ông cho biết chính quyền Mỹ đang làm việc với các quan chức ở Morocco và sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Morocco. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin 24 giờ mà biên tập viên chúng tôi tổng hợp được. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.